bạn hiểu thân mến, uh, nhiều anh chị và các bạn uh, gửi tới uh, thắng ơi một vài cái câu hỏi liên quan tới việc uh, đánh giá và nhận định uh, mua bán căn nhà chung cư trong giai đoạn sắp tới như thế nào, thì trong cái buổi chia sẻ hôm nay thì thắng ơi sẽ đưa ra cái góc nhìn cá nhân của mình về việc là có nên mua căn uh, chung cư để đầu tư hay không và trong những trường hợp nào thì chúng ta nên mua chung cư và cách lựa chọn uh, những cái căn hộ trung à, cư như thế nào à, phù hợp và đảm bảo được cái việc là chúng ta được bàn giao nhà đúng thời hạn thì trước khi đi nói và chia sẻ với anh chị và các bạn về cái chủ đề là tất tần tật về những vấn đề của chung cư thì thắng ơi sẽ để lại cái đường link của những video mà thắng đã chia sẻ với anh chị em và các bạn về lĩnh vực bất động sản ở phía góc phải màn hình của anh chị em và các bạn hãy kích vào góc phải thì sẽ có tất cả những video chuyên về bất động sản để anh chị và các bạn có thể tham khảo ngoài ra thì anh chị và các bạn cũng hãy xem những cái chia sẻ của thắng ơi như một cái bài viết trên báo để chúng ta có thêm góc nhìn và tham khảo nâng cao cái kiến thức của mình về bất động sản đầu tư và kinh doanh ngày càng hữu ích hơn những anh chị nào và các bạn nào đang làm trong lĩnh vực bất động sản thì hoàn toàn có thể để lại những cái quảng cáo về bất động sản của mình ở dưới bình luận của video này thì điều đầu tiên mà chúng ta cần phải đặt ra đó là đối tượng nào thì nên mua chung cư và việc mua chung cư để đầu tư thì có nên hay không. Thì những đối tượng mà tham gia mà để mua một cái chung cư thì hãy coi cái căn hộ chung cư như một cái thứ sản phẩm mà nhu cầu thiết yếu thì chúng ta nên mua chung cư. Ví dụ như những gia đình, những hộ gia đình trẻ, những bạn trẻ hiện tại là đang phải thuê mướn để uh, sinh sống, thuê một cái căn hộ, thuê một cái nhà trọ để ở và chưa có bất cứ một cái uh, sản phẩm bất động sản, tài sản bất động sản nào khác và đang rất rất có nhu cầu một nơi ăn chỗ nở thì hãy xem. Uh, căn hộ chung cư như một cái sản phẩm một cái nhu cầu cấp thiết và chúng ta nên mua để an cư để có nơi sinh sống để đảm bảo cái đời sống của mình và giá cả của chung cư thì uh, nên mua như thế nào và nên chọn như thế nào thì sẽ là phần sau của video. Đấy, đó là những đối tượng nên mua. Còn lại thì những cái đối tượng mà mua để đầu tư chung cư thì theo thắng ơi thì không nên uh, mua để đầu tư chung cư là bởi vì ba vấn đề. Vấn đề thứ nhất Uh, chung cư uh, trong một cái thị trường bất động sản các sản phẩm bất động sản chung của toàn thị trường tăng giá thì giá của căn hộ chung cư gần như là không tăng hoặc có tăng thì cũng là rất ít uh, chỉ bằng hoặc là tương đương với lãi suất uh, cho vay thôi đó là trong giai đoạn thị trường đi lên còn trong giai đoạn thị trường đóng băng thì rõ ràng là chung cư thì chắc chắn sẽ không tăng giá tuy vậy thì nhiều người sẽ lập luận rằng là căn hộ chung cư thì sẽ có cái phần gọi là phần tiền thuê mướn nếu như chúng ta đầu tư tức là chúng ta không ở mà chúng ta có thể cho thuê thì đồng ý là chúng ta sẽ có thêm cái khoản thu nhập dòng từ việc cho thuê nhưng điều mà chúng tôi muốn nói tới là nếu như không phải là nhu cầu cấp thiết nhu cầu cần thiết để chúng ta an cư để có một nơi sinh sống thì chúng ta phải cân nhắc ở cái tỷ lệ vốn chúng ta bỏ ra để có thể mua một cái căn hộ chung cư so với việc là cái tiền à, cho thuê à, về. tôi lấy ví dụ như nếu chúng ta bỏ ra 2 tỷ đồng để mua một căn chung cư, trong khi đó thì mức thuê mà chúng ta có thể nhận được chỉ từ 7 tới 12 triệu đồng thì nó hoàn toàn là không hiệu quả. À, và nếu với 2 tỷ đồng đó mà cũng đầu tư các sản phẩm bất động sản khác như đất nền thì chúng ta hoàn toàn có cái hữu ích, cái lợi ích cái đầu tư cao hơn rất nhiều và bên cạnh đó nữa thì căn hộ chung cư để thuê được với cái mức giá cao à, à, ở mức từ 10 tới 12 triệu thì chúng ta hoàn toàn phải trang bị một cái gói à, bất động sản à, gọi là gói nội thất à, về cơ bản để có thể những người thuê chỉ việc tới để ở và một điều thứ ba mà chúng tôi không khuyến nghị với những anh chị và các bạn là đầu tư vào chung cư là bởi vì à uh, chủ đầu tư đã tính toán uh, giá căn hộ chung cư uh, trên mét vuông thì quá sát với thị trường, thậm chí là cái phần biên lợi nhuận đã chủ đầu tư đã hướng hết uh, cộng với cái biên lợi nhuận của trung gian môi giới và những cái người mà chuyên tham gia đầu tư cái lĩnh vực uh, chung cư nhưng mà chỉ tham gia giai đoạn đầu tức là đặt cọc sau đấy bán sang tay lại thì họ đã ăn hết cái phần biên lợi nhuận uh, thì chúng ta khó có thể uh, có được cái biên lợi nhuận còn lại tức là cái biên lợi nhuận còn lại nó khá là mỏng và gần như là không còn gì nên chúng ta đầu tư vào chung cư nếu với vai trò là sản phẩm đầu tư thứ hai. Ngoài cái sản phẩm là giống như là nơi để ở, nơi ăn chỗ ở thì chúng ta không thể bàn tới cái vấn đề là lợi lời lỗ hay là chúng ta không thể bàn tới cái vấn đề hiệu suất đầu tư được mà đó là nơi để chúng ta sinh sống, nơi sản phẩm bất động sản đầu tiên chúng ta sở hữu và nơi chúng ta an cư thay vì phải đi thuê mướn để an tâm làm ăn công thì chúng ta không bàn tới cái câu chuyện này. Nhưng nếu bàn tới cái việc mà chúng tôi đang nói về sản phẩm bất động sản đầu tư thì càng không nên hơn nữa thì chúng ta sẽ nói tới một vấn đề tiếp theo, đó chính là cái việc định giá của các chủ đầu tư việc định giá một mét vuông của một căn hộ chung cư được các chủ đầu tư vẽ thêm trong cái phần bàn giao của mình những cái sản phẩm nội thất cao cấp, thiết kế hiện đại và vị trí đắc địa. tuy vậy thì tất cả các cái sàn bất động sản hiện nay đều định giá với cái mức đã cao quá mức so với cái giá trị thực của, của 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 bất động sản đầu tư. theo cái tính toán của chúng tôi thì cái giá trị xây dựng trên một mét vuông đã bao gồm chiết khấu cái phần gọi là sàn mặt mặt bằng đất thì nó nằm cao nhất ở mức là 9 triệu đồng trên một mét vuông và thấp ở một số các cái căn hộ chung cư à, nhà thu nhập thấp thì nó chỉ nằm ở khoảng từ 6 triệu tới 8 triệu thôi cao nhất là 9 đến 10 triệu maximum là 10 triệu và cái thống kê cái số liệu này là những cái số liệu chính xác mà anh chị và các bạn có thể tham khảo như vậy là nếu như chúng ta mà hiện tại chúng ta mua một căn hộ chung cư có cái diện tích là 60 mét vuông cho hai phòng ngủ, hai nhà vệ sinh, à, nội thất cơ bản chúng ta đang phải mua với cái mức giá là khoảng ở thành phố Hồ Chí Minh, tôi lấy ví dụ thành phố Hồ Chí Minh và anh chị có thể tính ở các tính và thành phố khác thì nằm ở khoảng 30 triệu đồng trên một mét vuông. Như vậy là chúng ta sẽ phải bỏ ra khoảng 1 tỷ 8 chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và các loại chi phí khác thì khoảng từ 1 tỷ 8 tới 2 tỷ cho một căn hộ 60 mét vuông. Thực tế thì định giá trên cái cái giá trị cốt lõi, cái giá trị gọi là đã bao gồm chiết khấu thì nó gồ, tôi, chúng tôi tính cái mức giá cao là 9 triệu. Thì vậy 60 mét vuông thì nó chỉ nằm ở khoảng tầm 5 nhân với 9 là bao nhiêu à 6 nhân 9 là à, là bao nhiêu anh chị và các bạn? 59 69 540 triệu thôi. Uh, anh chị đã bảo là những căn hộ chung cư càng cao tầng thì cái kết cấu phần móng nó càng cao thưa anh chị yên tâm cái phần chiết khấu uh, phần móng lên cái phần cao tầng thì móng càng sâu thì độ cao tầng càng cao và như vậy thì chúng ta càng chiết khấu lên trên số lượng căn hộ càng nhiều và chúng tôi đã tính cho anh chị là 9 triệu đồng là mức giá cao thì chỉ có 540 triệu thôi 540 triệu và các thiết bị nội thất thì anh chị và các bạn hoàn toàn có thể tính ra được cái phần giá trị của nội thất khi bàn giao bằng các cái sản phẩm có tên tuổi đàng hoàng trên thị trường thì nó nằm ở tiệu chung nội thất cho một căn hộ 60 mét vuông chỉ maximum là 150 triệu đến nếu mà cái gọi là sản phẩm nội thất trung bình là khoảng 150 triệu Còn nếu như mà cao cấp mà siêu cao cấp thì nó nằm ở mức từ 150 triệu đến 300 triệu thì chúng ta cộng với mức siêu cao cấp thì chúng ta chỉ thấy thấy được rằng là cái giá trị của căn hộ đã bao gồm tất cả À, là khoảng đâu đó là à, 6954 69.504 cộng với khoảng 300 triệu siêu cao cấp là căn hộ đã đẹp lung linh thì nó nằm ở khoảng tầm là 800 đến 900 triệu trong khi đấy chủ đầu tư đang bán ở mức giá 1 tỷ 8 2 tỷ à, thì nhiều anh chị sẽ bảo là sẽ có phần gọi là marketing quảng cáo bán hàng Ok cái phần này thì nó nằm ở cái phần là chủ đầu tư phải chấp nhận gọi là giảm bớt cái biên lợi nhuận để chiết khấu cho các đơn vị trung gian bán hàng thì nó cũng nằm đâu đó khoảng tầm từ 20 15 đến 20% cho các đơn vị bán hàng thì với 1 tỷ 8 thì anh chị và các bạn sẽ phải trích lại cái chỗ này nó nằm ở khoảng tầm từ 200 đến 300 triệu nữa thì vậy là cái giá trị vậy là cái giá trị thực tế tính um, tất thật thật các vấn đề đã có một căn hộ bàn giao thì nó nằm ở khoảng tầm 1 tỷ 1 800 với khoảng 300 khoản tinh mốt là chúng tôi đã tính rất là dư thừa rồi Thì rõ ràng là khi chủ đầu tư bán với cái mức giá 1 tỷ 7, 1 tỷ 8, 1 tỷ 9, thậm chí 2 tỷ, 2 tỷ 1, 2 tỷ 2 Với cái thời giá hiện tại thì chúng ta đã thấy rằng là cái phần biên lợi nhuận của nhà chung cư đã nằm hết vào tay của chủ đầu tư rồi và cũng đã nằm thêm vào một cái phần nữa mà chúng ta vừa phải cộng đó là 300 triệu cho cái đơn vị trung gian phân phối sản phẩm thì rõ ràng chúng ta khi đầu tư vào chung cư thì chúng ta sẽ rất khó còn lại cái biên lợi nhuận của của, của của cái sản phẩm bất động sản và cái biên lợi nhuận đó thì có hay chăng thì cũng chỉ là cái phần tăng thêm khi mà thị trường bất động sản thuận thôi nên chúng tôi có thể đưa ra cái 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 gợi ý cho anh chị em và các bạn là không nên đầu tư vào cái sản phẩm bất động sản là chung cư nếu như là sản phẩm không phải là sản phẩm cấp thiết cấp bách trong cái việc mua để ở và mua để sinh sống mua để có nơi gọi là mỗi ngày gọi là về thì chúng ta không nên đầu tư mà với cái sản phẩm bất động sản là chung cư và với cái điều là vậy thì uh, với những người mà có nhu cầu thực sự để là căn hộ đầu tiên, là sản phẩm bất động sản đầu tiên để ở thì chúng ta nên lưu ý chọn uh, chung cư như thế nào cho nó phù hợp. Thì điều thứ nhất là cái việc mà chúng ta cần phải chọn đó là chọn một cái khu chung cư mà uh, cái khả năng mà xây thêm mới các cái khu chung cư mới quanh là nó uh, không thể hoặc là rất ít thì chúng ta sẽ đảm bảo được cái việc là cái mật độ của cái khu vực của mình mà mua chung cư nó sẽ không bị quá chi là nhiều dẫn đến cái vấn đề là ách tắc trong quá trình dịch chuyển sau này khi chúng ta mua sinh sống điều này rất quan trọng nhưng rất ít anh chị em và các bạn để ý tới bởi vì chung cư nó khác với đất nền à, ở dưới đất là chúng ta không thể vẽ thêm đất được chúng ta không thể in thêm đất được nhưng mà chúng ta hoàn toàn có thể xây thêm chung cư và chấp thêm rất nhiều các tòa chung cư san sát nhau à, quy hoạch thì chúng ta sẽ bảo là thành phố hay là chính phủ sẽ có những cái quy hoạch đúng nhưng đôi khi trong cái cuộc sống thực tế thì nó không có đúng như anh chị và các bạn mong muốn việc phê duyệt quy hoạch đôi lúc nó còn có những cái bất cập dẫn đến câu chuyện là rất nhiều chung cư sẽ được phê duyệt sát san sát san sát nhau không còn không gian thoáng và tạo ra cái hạ tầng nó không gánh được đường xá nó không gánh kịp cấp thoát nước nó không gánh kịp điện sáng nó không gánh kịp uh, theo kịp với cái việc mà phê duyệt các cái dự án chung cư gần nhau nó sẽ dẫn đến những cái bất cập mà anh chị và các bạn mua để sinh sống sau này sẽ gặp phải điểm nữa đó là khi chúng ta mua chung cư thì chúng ta cần phải lưu ý là xem xét kỹ lưỡng cái chủ đầu tư là đơn vị nào xác suất chủ đầu tư này hoàn thành dự án đúng tiến độ nhà, ra làm sao chủ đầu tư này có thực sự lớn như những nhà môi giới nói hay không có uy tín trên thị trường hay không vốn chủ sở hữu của chủ đầu tư này có thực sự dày hay không có phải là chủ đầu tư này có vốn thực sự là vốn chủ sở hữu hay không hay là sử dụng vốn ngân hàng à, huy động vốn à, góp vốn của anh chị để xây theo từng tiến độ và không có vốn đối ứng phù hợp thì đương nhiên thị trường thuận thì là mọi chuyện nó ổn nhưng thị trường mà nghịch một chút là cái dự án của anh chị và các bạn sẽ bị đình trệ và chúng ta đã phải góp vào đó khoảng 30%, 40%, thậm chí có những dự án phải góp đến 70, 80% nhưng mà rất lâu sau anh chị và các bạn không nhận được nhà để ở và chúng ta đã phải trải qua một cái giai đoạn gọi là vẫn phải thuê mướn trong khi chúng ta phải đóng một cái khoản tiền không hề nhỏ cho các chủ đầu tư xây dựng các cái dự án uh, của mình. Uh, căn hộ chung cư và căn nhà mơ ước của chúng ta thì mãi mãi không được nhận. điều đó là điều cũng cực kỳ uh, quan trọng và cần phải cân nhắc kỹ lưỡng. điểm nữa là khi ký hợp đồng với cái chủ đầu tư thì chúng ta cần phải cân nhắc cái câu chuyện là cái việc vay và những cái uh, tiền chúng ta phải đóng và tính toán thật kỹ lưỡng, chính thức cái số tiền chúng ta phải đóng. À, bằng so với cái việc chúng ta vay ngân hàng và cái tiền của chúng ta có thực có để đối ứng đừng nghe uh, chia sẻ gọi, gọi là uh, mâu nhiệm của rất nhiều các cái cò môi giới mong bán được hàng họ chỉ cứ nói rằng là chúng ta mua một căn hộ chung cư một tỷ rưỡi một tỷ tám chỉ cần có khoảng hai ba trăm triệu sau đó thì ngân hàng lo hết nhưng chúng ta quên rằng hàng tháng chúng ta phải đóng một cái khoản tiền rất là lớn và nếu như chúng ta tính gộp tất cả cái khoản tiền đó lại sau vòng nhiều năm, tức là cái khoản vay của chúng ta kéo dài nhiều năm thì cái giá trị thực tế chúng ta bỏ ra để mua căn hộ chung cư là một cái thứ mà cực kỳ cao hoặc là siêu cao cho anh chị và các bạn thử tính thì chúng ta thấy nếu một căn hộ 1 tỷ 8 mà chúng ta chỉ có 3-400 triệu mà phải vay tới 1 tỷ rưỡi uh, hay là 1 tỷ 2 đến 1 tỷ rưỡi mà chỉ có từ 3 tới 500 triệu thì rõ ràng nó là một cái, cái cái gọi là cái bế khổ chúng ta sẽ gần như là cả đời phải gánh chịu một cái mức uh, uh, đóng hàng tháng rất là cao và cái căn hộ của chúng ta nó nếu tính cộng gộp tất cả cái khoản tiền chúng ta phải đóng từ lúc bắt đầu uh, ký hợp đồng mua đến cái ngày mà chúng ta kết thúc gọi là thanh toán hết nợ thì nó phải nằm ở khoảng từ 4 tới 5 tỷ đồng cho cái căn hộ chung cư của chúng ta. Như vậy là suốt cái quãng đời còn lại của chúng ta chỉ uh, đi làm và nuôi cái phần lãi vay của ngân hàng chứ không phải làm nhiệm màu như anh chị và các bạn thấy là à, yên tâm có nhà ở ngay chỉ cần vài trăm triệu như những cái quảng cáo mà anh chị và các bạn thường hay nghe thấy một điểm nữa mà chúng ta cũng cần đặc biệt quan tâm là hợp đồng chúng ta phải làm rõ với cái đơn vị chủ đầu tư là các cái sản phẩm nội thất đi kèm là gì à, thương hiệu ra sao việc đền bù hợp đồng cụ thể như thế nào để chúng ta căn cứ giá trị pháp lý như vậy sau này khi có những cái việc bàn giao hay chậm trễ tiến độ thì chúng ta có những cái thứ để có thể tranh chấp với chủ đầu tư và cái điều đầu tiên là chúng ta phải nghĩ tới đó là tìm kiếm và lựa chọn một cái chủ đầu tư tốt tìm kiếm và lựa chọn một cái đơn vị uh, thi công ở chủ đầu tư uh, siêu tốt trên thị trường chỉ đừng mong là chúng ta có tranh chấp để rồi uh, khi mà gỡ được vạ thì má đã sưng lên rồi và chúng ta mất mát và chịu thiệt thòi chứ chúng ta là nhà đầu tư nhỏ lẻ thì khó có thể tranh chấp và kiện tụng được với các cái đơn vị đủ chủ đầu tư lớn đừng phải để phải vệ, gặp phải cái tình trạng là đi uh, hàng ngày phải đi cầm cái băng rôn khẩu hiệu đến trước các cái đơn vị các cái tòa nhà văn phòng của các chủ đầu tư hay hay là những cái ngân hàng báo lãnh để đi kêu khóc về cái câu chuyện chúng ta thiệt hại thì lúc đó đã là quá muộn rồi. Một điểm nữa chúng ta cũng cần phải lưu tâm khi mua các cái căn hộ chung cư đó là chúng ta phải cân nhắc uh, dựa trên cái đánh giá của chúng tôi thì cái giá trị uh, uh, gọi là tạm tính trên một mét vuông tại mỗi thời một thời điểm nó sẽ khác nhau. Uh, do cái uh, xi măng, sắt thép và nguyên vật liệu nó tăng. tuy vậy thì cái mức giá chúng ta hoàn toàn có thể định giá được dựa trên cái mức giá xây thô thực tế mà chúng ta nếu xây ở trên nền đất uh, thông thường thì nó sẽ cao hơn khoảng tầm từ 40 đến 50 phần trăm. lý do là bởi vì các căn hộ chung cư thì có kết cấu móng nền cao hơn một chút. À, so với lại chúng ta xây 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 dựng mà một trệt hai lầu hoặc là một trệt ba lầu trên nền đất bình thường thì chúng ta có thể thấy là ví dụ lấy cái giá xây thô ở bên ngoài à, nhân thêm với lại 150% thì nó sẽ ra cái giá và từ đó thì chúng ta xem xét để chấp nhận với cái mức giá như thế nào cho cái căn hộ và cái vị trí của căn hộ của chúng ta tùy thuộc vào cái việc là đất vị trí đất của chúng ta nữa thì chúng ta sẽ đưa ra một cái quyết định phù hợp trong cái câu chuyện là quyết định mua và giá thời điểm nào là phù hợp à, cũng có rất nhiều những cái vấn đề à, khác nữa à, có mong muốn để trao đổi với anh chị em và các bạn nhiều hơn à, về những vấn đề liên quan tới chung cư liên quan tới những cái sau này khi bàn giao căn hộ rồi đơn vị quản lý là ai chất lượng quản lý làm sao đóng tiền như thế nào à, đóng tiền tiền bảo hành bảo trì hàng tháng như hàng 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 ngày như thế nào tiền à, Gọi là tiền giác này rồi những cái tiền kia giá trị ra làm sao uh, Tiền uh, che máy, tiền xe ô tô Rồi những cái dịch vụ đi kèm khi mà nhận nhà thì sau này Thì nó như thế nào Nhưng mà trong cái thời lượng của video thì nó có giới hạn chúng tôi xin dừng video tại đây và mong muốn rằng là sẽ có một cái video khác nữa nói thêm nhiều với anh chị em và các bạn về các vấn đề về chung cư để anh chị em và các bạn à, có cái góc nhìn riêng của mình trong cái quá trình ra quyết định đầu tư và cũng mong rằng là những video hữu ích anh chị và các bạn hãy à, à, luôn luôn để lại cảm nhận của mình à, cảm ơn hoặc là phản đối hay là gì đó à, cho những video mà chúng tôi sản xuất để anh chị và các bạn à, là mặc dù nó là chỉ là những cái việc nhỏ À, cái like cái bình luận cái chia sẻ là những cái việc rất là nhỏ rất là giản đơn đối với anh chị và các bạn nhưng nó có giá trị rất là nhiều đối với chúng tôi cả kể cả về động lực cũng như là cái tương tác về công nghệ thông tin để đưa những video của chúng tôi tới nhiều người hơn tới nhiều anh chị em và các bạn tới nhiều người trong cộng đồng hơn. thân chào và hẹn gặp lại quý anh chị em và các bạn trong video tiếp theo. À, yêu và chúc anh chị em và các bạn những ngày cuối tuần nhiều niềm vui và hạnh phúc sức khỏe cũng như là thành công thân ái chào và hẹn gặp lại